mới gặp gia đình anh thì em rất thú vị. Mẹ anh chẳng biết phải gọi bằng cô hay sẽ gọi bằng chị. Bất ngờ biết cô cũng là nàng dâu mới. Cứ ngỡ chuyện này chỉ có trong phim thôi, khiến bao nhiêu điều lại trở nên rắc rối. Vậy thế là sắp tới sẽ có hai cô dâu của anh và ba, rồi ta sẽ về chung một nhà. Sẽ có những buồn vui rồi cãi vã, mọi thứ vẫn qua thôi mà. Làm dâu thì rất khó nhưng cũng chẳng phải lo, mình cứ cho hết những chân thành rồi niềm vui sẽ có. Chuyện mẹ trong nàng dâu có ai yêu nhau thế cứ luôn đau đầu. Wow, quả là một bài hát rất thú vị phải không quý vị khán giả? Chúng ta vừa xem xong clip nhạc phim sitcom mới Mẹ Chồng Làm Dâu. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên Phi Phụng, Huy Khánh, Ngọc Lan, Băng Di, Kiều Ma Lý. Dàn diễn viên tên tuổi này đã tạo cho bộ phim sự hấp dẫn khó cưỡng ngay từ lúc bắt đầu. Đó là vào ngày mừng thọ 65 tuổi của bà Tâm, khi con trai và cháu trai của bà đều thông báo một tin vui, đó là muốn lấy vợ. Những tình huống éo le nhưng đầy thú vị xuất hiện khi Ngọc Hà vừa về làm dâu và cũng đồng thời trở thành mẹ chồng của một cô nàng trạc tuổi. Chị mẹ chồng trẻ hiện đại phóng khoáng về làm dâu ba mẹ chồng quá bụa đã lâu, và thêm nàng dâu tơ hơ nhà quê nữa. Ba đối tượng, ba thế hệ, ba quan điểm sống khác nhau nhưng lại sống trong cùng một mái nhà. Chắc chắn họ phải làm thế nào để hòa hợp với nhau, cùng tạo dựng không khí gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Để biết thêm thông tin chi tiết về những điều này, xin quý vị khán giả cùng đến với chuyên mục Bật Mí ngay sau đây. Như đã giới thiệu từ đầu chương trình, hôm nay Alo Phim Nga hân hạnh được mời tới hai khách mời, đồng thời cũng là hai diễn viên của bộ phim Mẹ Chồng Làm Dâu. Đó là bà Tám và chị Bé. Chắc hẳn quý vị khán giả biết là ai rồi chứ gì? Đó là diễn viên Kiều Mai Lý và diễn viên Băng Di. Kiều Mai Lý xin kính chào quý vị khán giả. Băng Di xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Đầu tiên Lưu Anh xin được hỏi hai khách mời là nguyên do nào mà hai khách mời nhận lời mời tham gia bộ phim này? Thật ra là như vậy, cái khoảng thời gian mà bên phía đạo diễn có gửi cho Di kịch bản của phim Mẹ Chồng Làm Dâu á, thì nó có hai cái vấn đề làm cho Di phải lấn cấn và phải suy nghĩ không biết là mình có nên nhận hay không. Thứ nhất á, là về cái vấn đề thời gian, là cái giai đoạn đó là Di cũng có những cái việc riêng của mình sợ là khi mà mình nhận rồi mình không có cân đối thời gian được. Thứ hai là cái này cũng nói thiệt luôn là sau này thì Di lại không có nhận những cái dạng vai mà kiểu mà tưng tửng khùng khùng. Tại vì những dạng vai đó là lúc mà con mới vô nghề là con đóng nhiều lắm rồi. Sau này con muốn những cái màn dạng vai nó kiểu nó tâm lý, nó kiểu mà nó kiểu sâu sắc hơn chút xíu. Thì cái lúc đó thì mình cũng hơi phân vân á, tại vì cái hình ảnh người ta cũng đang quen mình với cái những dạng vai sau này nó sâu sắc rồi. Thì giờ mình quay lại cái tưng tửng, không biết là mình có đủ cái độ khùng, cái độ tưng để mà mình truyền tải được nhân vật hay không. Lúc đó rất là phân vân. Nhưng mà sau đó thì bắt đầu bên phía đạo diễn họ mới nói là bây giờ bên cái dàn diễn viên này là đã có những anh chị là đã đồng ý tham gia phim rồi. Là con thấy danh sách là có má nè, đó, có má Kiều Mai Lý nè, có chị Ngọc Lan, có anh Huy Khánh, là có rất là nhiều những anh chị diễn viên là khách mời trong những cái tập thôi, nhưng mà cũng là mình đã từng tham gia, đã từng hợp tác với nhau rồi. Cái thấy thôi quay vậy cũng vui đó, thì thế là mình nhận. Nhưng mà cũng may mắn là được mọi người hỗ trợ rất là nhiều. Má Kiều Mai Lý thì cũng được đạo diễn mời má vô cái phim đó, nhưng mà nói thật ra là má cũng chưa biết cái vai của má là nó như thế nào. Nhưng mà khi mà má tới nơi rồi đó thì với lại thấy ôi trời ơi sao diễn viên quen với mình hết trơn vậy nè, đó thì trong lòng cũng vui lắm. Rồi xong rồi cái mình mới nhận vai thì mới biết là cái vai bà này thì thôi đúng y như mình, không có sai chút nào hết trơn. Thành ra không có cần phải lưỡng lự có làm được hay là không. Hai khách mời có thể giới thiệu sơ lược về nhân vật của mình cho những khán giả mà chưa theo dõi kịp thì có thể nắm được nhân vật của mình không ạ? Nói chung là cái vai của Thị Bé là một cái vai là một cái cô ở dưới quê lên. Thì cô này không có được cái gì ngoài cái chuyện đẹp thôi. Tại vì một cái cô này, tại vì anh chồng của Thị Bé thì về quê làm một cái công trình, thì thấy cổ xinh, cô đẹp quá, thì yêu mến xinh, rồi hai người cũng tìm hiểu nhau rồi tiến tới hôn nhân. Cô này thì bị cái là giống như là ở dưới quê thì kiểu như là cũng không có học nhiều, cũng không có biết nhiều. Cái tính thì tài lanh tài lẹt, kiểu như cái gì cũng lanh chanh á.
và thường á, là hay làm những cái chuyện đổ bể trong nhà, nhưng mà thật ra thì cũng không có bị ai ghét nhiều, tại vì cũng hiểu là do cái tính của cổ không có biết suy nghĩ xa, chứ cô không phải là xấu. Ở trong phim là thì bé với bà Tám là giống như là một giống như là một nhóm vậy đó, một nhóm chuyên gia gây ra những cái rắc rối ở trong cái xóm này. Nhưng mà cái tai này đó là diễn cái vai đó đó là má rất là ưng ý ở cái tửng tửng mà rất là dễ thương. Dạ. Mà khéo nghe lời người ta lắm, mà nhất là nghe lời cái bà già này dụ tới đâu là nghe tới đó. Rồi bà già này cũng bị dụ lại chứ không phải là ngon lành gì đâu. Tuy là miệng mồm dữ dằn vậy nhưng mà tai này nói ngọt cái nghe hết trơn. Rồi cũng xanh chân mài, rồi cũng môi miệng, rồi tới chừng mà lên y như một con hề vậy đó. Còn vai của Ma Lý thì sao ạ? Cái vai của Ma Lý là cái bà này kể như là bà vô thưởng vô phạt đi. Bà đụng đâu bà ăn đó, mà đụng đâu bà nói đó. Nhưng mà thật ra thì cái lòng của bà là bà tốt chứ không phải bà xấu. Nhưng mà có một cái là thấy người ta mà cái kiểu mà hơi chướng con mắt là bà không có chịu. Hơn bà cũng không chịu, mà thua bà thì bà lại càng giống như là bà đè đầu cỡ cổ người ta, cái kiểu của bà là như vậy đó. Nhưng mà thật ra là bà tốt chứ bà không có xấu đâu. Đó, thành ra khi mà vô cái vai này thì nói đúng là trúng cái vai của mình luôn. Trong bộ phim á thì bé và bà Tám có gặp nhau nhiều không ạ? Nhiều bạn thân đó. Ở trong phim thì bé và Tám là bạn thân. Dạ. Và bé ở đâu là Tám ở đó, và Tám ở đâu là bé ở đó. Vậy chuyên ra là đi chơi chung với nhau, rồi nói chuyện với nhau, rồi bài trò này trò kia ra làm chung với nhau. Mà dễ thương lắm, tại vì một người là kiểu như một người là một người lớn, nhưng mà cái tâm hồn thì rất là trẻ trung. Còn một đứa thì nó kiểu nó vẫn còn con nít, nhưng mà nó kiểu nó thích làm người lớn. Hai người rất là hợp nhau. Vậy chắc là hai khách mời tung hứng với nhau rất nhiều phải không ạ? Vậy Băng Di và Má Lý có thể kể cho quý vị khán giả nghe được một phân đoạn nào đó mà hai khách mời nhớ nhất, mà vui nhất. Trời, nhiều quá, giờ con nhiều quá. Anh nhất là bây giờ thôi, giờ con không nhớ, Má Lý nhớ nói nha. Cũng như con gái của Má Lý nó mua một bộ đồ trên online á, dạ, là chỉ có 400.000 thôi. Mà khi á đặt hàng á thì thí dụ như cái áo của má đi, nhưng mà khi mà người ta đưa hàng tới là cái áo không giống ai, mà cái quần cũng không có giống ai nữa. Rồi hai mẹ con cứ ngồi suy nghĩ, rồi cái đứa con nó cũng ma mảnh, nói chung đứa con gái cũng ma mảnh, nó nói bây giờ sao má, giờ sao, ai biết làm sao giờ. Cái chị này đi tới, chị đi tới nha, rồi chị cũng kiểu diện, mà diện theo cái kiểu nhà quê đó mà. Thì cái chị nhỏ này thấy rồi, gài vô, có 400 ngàn mà con tin bán tên triệu mấy không? Bản thân gì mà kỳ cục vậy, quá kỳ luôn. Bản thân gì mà tới lúc mà bán đồ với ông ta bắn mắt mà phải chi cái đồ nó đẹp. Cái đồ cái ghê vậy đó. Thì bé là không có gu. Thì bé là không có gu. Cho nên là nhiều khi ai nói gì là thì bé đi mua thôi. Về mặt y như một con điên. Đó rồi thì con thì bán, mà mẹ thì cái ca tụng trời ơi con mặc cái bộ đồ này là vô đẹp lắm luôn. Này kia thì chị này phái quá thì cứ mua thôi. Bộ phim sitcom thì thường nó là những chuỗi tình huống đời thường rất là vui, rất là hài hước, nhưng mà bên cạnh đó cũng truyền tải tới những thông điệp rất là sâu sắc cho quý vị khán giả. Thì hai khách mời có thể chia sẻ là cái thông điệp đó là gì, và riêng hai nhân vật này sẽ truyền tải tới khán giả những thông điệp tích cực nào? Duy nghĩ là cái thông điệp của phim Mẹ Chồng Làm Dâu là nói về một cái vấn đề là mỗi người ở trong cuộc sống thì mỗi người đều có một cái tính cách khác nhau, đều có ưu điểm, đều có khuyết điểm. Cho nên là khi mà mình đã sống chung ở trong một tập thể lớn hoặc là một tập thể nhỏ như một gia đình á, thì mình phải thông cảm và thấu hiểu cho nhau, và có thể là mình cũng sẽ phải tha thứ cho nhau nếu như là lỡ một người làm sai cái điều gì đó. Thì giống như nhân vật Thị Bé là làm sai rất là nhiều và được tha thứ rất là nhiều. Như vậy nước ba Thị Bé đó. Xong rồi Duy nghĩ trong đầu, trời ơi, tôi mà là tôi mà sống chung với con nhỏ này chắc tôi đánh nó chết. Tại vì nó bài trò quá, nhưng mà được gia đình rất là thương, được bà nội thương, rồi được bà Tám thương, rất là nhiều người thương và giúp đỡ để mà cô ấy mỗi ngày cô ấy trưởng thành hơn. Thì Duy nghĩ cái thông điệp chính đó là mình đã là một gia đình với nhau rồi, hoặc là ít nhất là mình là hàng xóm với nhau, thì mình sẽ giúp đỡ nhau để trở thành cái phiên bản tốt nhất của mình. Còn vai diễn bà Tám của Má Lý thì sao ạ? Cái vai diễn bà Tám của Má Lý thì tức là cái bà này á thì tức là bà tào lao lắm. Chuyện của người ta mà trong nhà người ta chưa gì mà ngoài đường người ta biết hết trơn, từ chợ cho tới đồ biết hết.
Nhưng mà bà được có một cái là khi mà xong chuyện rồi là bà biết cải thiện lại. Đó, rồi bà chơi bạn cũng vậy nữa mà hả? Bà chơi với cái bà má chồng của cái cô dâu này nè ha. Là bà muốn lấn lướt người ta không, nhưng mà bà kia là bà rất là dị tha. Rồi bà tha thứ cho bà này, rồi cũng như bà cảm hóa lần để cho bà này bà thấy được rằng là cái chuyện tào lao của bà nó không có lợi ích gì hết trơn. Cho nên á, bà này lần lần thì tới cuối cùng là bà lại đổi khác rồi. Dạ. Đó. Quang Anh nhớ ở tập 2 á, lúc mà bà Tâm á kêu bà Tám tới để nói về cái chuyện là bây giờ nhà có hai cô con dâu khó khăn vậy làm sao. Bà nói một hồi là bà Tám bà quyết định luôn, bà quyết định giùm bà Tâm luôn. Đó, con thấy không, bà tào lao dữ lắm, bà quyết định cho bà này hết cái gì cũng bà hết. Đó, thành ra cái bà kia nó đôi khi bà ức dữ lắm, nhưng mà người ta là cái người ta điềm đạm, người ta biết xử lý nó như thế nào, còn cái bà này thấy đâu là làm đó, thấy đâu là nói đó, bà không có kiên dị ai hết trơn á. Đó. Thật ra ở ngoài đời cũng có những con người vậy chứ bộ. Có chứ. Mẫu người như chị bé cũng có nè, mẫu người như bà Tám cũng có nè. Mà đặc biệt là mẫu người của bà Tám là thấy nhiều lắm luôn nè. Xóm nào cũng có mẫu người của bà Tám. Đúng rồi. Giống như là đại diện cho những người ở bên ngoài. Nhưng mà chung quy lại thì ai cũng có những cái tốt của bản thân mình mà phát huy những cái tốt đó, đúng không ạ? Theo Quang Anh thấy thì bà diện thị bé rất là đảm đang nha. À, biết nấu ăn ha. Tại vì ba anh có coi một cái tập là trao đổi hai cái thăm. Có nghĩa là thì bé nói là nấu ăn rất là chuyện rất là dễ dàng với thị bé. Như vậy thì ba anh sẽ liên kết ở ngoài đời là bằng gì có nấu ăn ngon không ạ? Mình sao nói vậy? Về cái vấn đề mà nấu ăn ở ngoài thì nói chung là phim mà. À, phim thì lúc nào mình cũng phải diễn theo cái nhân vật của mình. Những nhân vật như vậy á, thì ra ngoài đời thì khán giả rất là yêu thích nha. Thì không biết là Mắt Kiều Mai Lý cũng như Băng Di có một kỷ niệm nào đối với quý vị khán giả mà ví dụ như là họ gặp ở ngoài đường, họ nhớ tới nhân vật của mình mà họ nhớ khắc cốt ghi tâm không ạ? Thật ra thì bộ phim Mẹ Chồng Làm Dâu thì đang chiếu trong giai đoạn này thì Di cũng ít ra đường. Mình cũng dạo này mình cũng ít ra đường nên mình cũng không có tiếp xúc nhiều với mọi người. Mình cũng chưa biết được thật sự thực tế là mọi người như thế nào về cái vai diễn này. Mình chỉ đọc những cái comment ở trên mạng thôi thì thấy mọi người cũng khá là thích. Tại vì cái vai nó cũng tưng tưng, khùng khùng thì nó dễ thương. Còn kỷ niệm thì chắc là Di phải nói về một cái phim khác. Thì cái vai đó thì Di đóng một cái vai cũng không có được dễ thương lắm. Đi giống như mình là người thứ ba, mình là người thứ ba và mình quen với một người đàn ông đã có gia đình rồi, đã có vợ có con rồi. Châu Quang Anh nói tiếp lời, có phải đó là bộ phim mà Nếp Gà Tẻ không? Đúng rồi. Đúng rồi, mà nhớ mà. Thì lúc đó thì mình có một cái kỷ niệm là mình đi xuống dưới tất cả các tỉnh ở miền Nam á, thế mà mình giao lưu cùng với đoàn phim. Thì lúc đó là giao lưu là thường là sẽ chọn những cái khu vực mà đông người, ví dụ như là ở một cái chợ hoặc là một cái trung tâm văn hóa hoặc gì đó. Thì lúc đó thì Di nhớ là đợt đó thì không nhớ là tỉnh nào, nhưng mà là một cái chợ cũng rất là đông. Thì lúc đó là tất cả các diễn viên là xuống dưới để mà đứng và chờ là MC sẽ chuẩn bị đọc để giao lưu. Thì mình đang đứng đó, mình cũng tự nhiên đang đứng đó, tự nhiên ai lại đánh mình bốp. Và đánh, wow. Cái gì? Đánh rất là mạnh luôn á, đánh rất là mạnh luôn. Xong mà cái gì bị Di bị giật mình vậy ra. Di bị giật mình xong rồi có một cái cô thì Di nghĩ chắc khoảng là 40 tuổi. Vừa đi vừa chỉ mặt Di vậy nè, không có được nha. Không có được nha, thấy là không có được rồi đó. Đừng có đi giật chồng người ta nữa, nghe không? Rồi hiểu rồi. Xong cái trời ơi, xong rồi lúc đó con mới hiểu ra là trời thì ra là cô chửi cái vai diễn ở trong phim. Và kiểu như mình lúc đó mình không hiểu là tại sao mình mới bước xuống xe, mình chưa làm gì, mình đâu biết gì đâu, sao tự nhiên mình bị đánh như vậy. Nhưng mà mình sau đó thì mình cũng cảm thấy là cũng vui, tại vì có nhiều khán giả họ xem phim và họ cũng rất là đặt cái tình cảm của họ vào, và họ sống với cái nhân vật, sống với cái hoàn cảnh ở trong phim, và họ tức giùm cái nhân vật mà họ yêu mến, họ ghét mình, thì cũng là một cái thành công của bộ phim mang lại. Thì Di thì cũng vui, nhưng mà cũng không có hy vọng là có thêm một lần nào giống như vậy nữa. Đôi khi có những nghịch lý là mình đóng vai ghét phải để cho người ta ghét mình mới thành công được. Rồi lúc đó là Di bị nhắn tin trong Facebook chửi quá trời luôn, chửi nhiều lắm. Không sao đó, thành công là gì. Còn Mắt Kiều Má Lý thì sao ạ? Thì cũng như con biết là Má Lý chuyên môn là mấy cái vai mà bà ác đó mà. Dạ. Đọc đồ này kia cái nọ rồi dữ lắm. Nhưng mà có một cái vai mà Má Lý uống rượu mà say xỉn mà ngày đêm không còn biết đường đi về luôn nữa. Thì
Có người họ hỏi má vậy chứ, bà có bộn nhậu không? Bộn sao nhậu? Đóng uống dữ quá phải không? Mà sao mà bà uống tới cái mức mà bà ra mà bà đứng bà ngã tới bà té lui vậy? Mà chắc bà ở nhà chắc bà uống dữ lắm rồi đó phải không? Tôi nói trời ơi, nói thiệt, nghe cái mùi rượu không là đã ghét rồi, lấy đâu mà uống. Nhưng mà tại vì cái dai đó nó phải như vậy cho nên nó mình cũng tập theo, mình nhìn theo mấy cái ông mà người ta uống rượu nhiều, người ta say xỉn sao cái mình bắt chước. Trời ơi sao mà hay dữ vậy, giống y luôn nha. Đó, nói lên như vậy chứ mình nhiều khi mình còn cái dai ác thì thôi chửi, không có đường nào mà mình chạy được hết trơn á. Xuống đi. Đây nè, cái mặt của mẹ này nè, mẹ ác ghê gớm lắm nè, của mẹ này nè. Tôi nói ủa, tôi đâu có quen với bà đâu, sao bà chửi tôi dữ vậy? Trời ơi, công nhận nha, bà đóng cái vai nữa đời hương vấn, bà làm con mẹ mà cho vai đó mà bà ác thấy ghê luôn, bà chửi cha mắng mẹ người ta. Thì đó. Hiểu rồi. Mình bị chửi còn nhiều hơn là chửi người ta trong phim luôn đó. Đó, thành ra mình á, nhưng mà mình phải công nhận mình á, nếu mà mình không diễn mà tới mấy bà này chửi thì làm sao mình đạt được. Dạ đúng đó. Rồi. Trời ơi, mà bà ghét cay ghét đắng mình luôn nha, nhưng mà ghét là ghét cái miệng thôi chứ còn khi mà gặp mình nha là thương lắm. Dễ thương đó. Quang Anh cũng cảm thấy là hạnh phúc của một người nghệ sĩ là khi mình ra đường khán giả yêu mến mình, đó là điều rất là hạnh phúc đối với một người nghệ sĩ thật sự luôn á. Mà đôi khi mình mua đồ mình còn được giảm giá nữa chứ. Đâu có. Dạ. Được tặng luôn nữa chứ đừng có nói giảm giá nha. Đúng rồi. Trở lại bộ phim Mẹ Chồng Làm Dâu đi. Thì ở trong phim trường thì có những kỷ niệm nào vui ở ngoài cảnh phim không? Thì cô Kiều Mã Lý cũng như là Băng Di có thể chia sẻ cho quý vị khán giả cũng biết không ạ? Thật ra thì Di nghĩ là kỷ niệm vui với Di thôi, chứ còn đoàn phim thì chắc cũng không vui lắm. Ủa sao vậy? Tại vì Di bị cái bệnh như vậy nè, mỗi lần mà quay một cái cảnh ăn nào đó là Di ăn thiệt không à? Di ăn thiệt, mọi người để ý là trong phim Mẹ Chồng Làm Dâu Đi là Di ăn thiệt á, chứ Di không phải ăn diễn luôn. Tại vì Di thích ăn á, mà lấy đồ ăn của bên thiết kế họ chuẩn bị rất là ngon, và đồ ăn là đồ ăn ngon mà ăn được luôn, chứ không phải là kiểu mà chỉ trình bày đẹp thôi. Di nghĩ là Di không trình diễn vậy cho tự nhiên, rồi mình ăn rất là nhiều. Tôi cũng tội mấy anh thiết kế, nhiều khi mà quay xong rồi mấy anh phải dọn cái bãi chiến trường của mình để lại. Má Kiều Mai Lý thì sao hả? Thì theo má Kiều Mai Lý á, thì đi trong cái nguyên một cái phim này á, thì nói chung á là nó cũng có nhiều cái kỷ niệm vui lắm chứ không phải không có. Có một cái là Phi Phượng mà đi vô đó ngang rồi có đem dao ua tới nè, sữa chua tới nè, rồi mà không phải bán đâu nha, chia cho anh em mỗi người một gói một chai vậy đó uống. Rồi anh em nào thích thì mình mua là khác nữa. Còn cái ngày nào cũng đem vô, sáng trưa chiều tối gì cũng vậy hết, phải có mặt y tới là có rồi. Đó giống như cái chợ nhỏ vậy đó. Rồi tay này thì má con mua cái này ăn. Ngọc Lan cũng vậy, má ăn cái này đi. Đó, nói chung nó có cái tình đồng đội lắm cho nên thương lắm. Ai rất là vui mà. Nên mình mua đồ ăn cho mọi người ăn chung luôn. Chắc là không có đứa nào mà phân chia cái gì hết trơn, cứ ai có cái gì ăn cứ đem vô rồi chia nhau, chị em rồi xuống nhau ăn vậy vui lắm. Rồi ra phim trường cũng vậy, ví dụ như đứa nào mà nó có thiếu sót cái gì thì người này ủng hộ người kia, người kia ủng hộ người nọ, vậy thôi. Dạ, mình đóng góp cho nhau để xây dựng bộ phim lên đúng tốt rồi, nhất. Cho tốt nhất, đúng rồi. Mà để mà những cảnh quay nó tốt nhất thì ở ngoài mình phải xây dựng cái mối tình cảm đó, nó phải thân thiết với nhau rồi. Và mình phải có cái niềm vui, nhất là đặc biệt là cái bộ phim sitcom nữa thì mình phải có cái động lực vui từ bên trong thì mình mới vui ra ngoài được chứ, đúng không? Ở ngoài mối quan hệ của tất cả các diễn viên cũng phải tốt đẹp thì khi mà mình đóng nó sẽ suôn sẻ hơn, mình tung hứng nó sẽ dễ hơn. Tại mình biết cái e của cái người đó ở ngoài là như thế nào rồi, người đó chỉ cần tung cái là mình hứng được liền, hiểu liền đúng không? Thật sẵn ở đây thì có hai thế hệ diễn viên, một là Má Kiều Mai Lý là ở dạng là tên tuổi và gạo cội rồi, còn một là Băng Di làm thế hệ diễn viên trẻ. Thì không biết là Má Kiều Mai Lý có những góp ý gì đối với những diễn viên trẻ tụi con không ạ? Thì như nãy má nói đó, tức là khi mà con bước vô cái nghề này á, là con phải đặt là con phải sống chết với cái nghề này. Và con phải hết lòng với nó, chứ không phải nói tôi vô đây để làm amateur chơi là cái này không đúng đâu. Thấy không? Cho nên nó có nhiều, má chỉ khuyên. Con phải cưới trước.
trẻ như Băng Di, thí dụ như là khi mà mình nhận một cái vai nào đó nè, thì mình phải nhiệt huyết hết vô cái vai đó, và đồng thời mình diễn là mình phải cần những người bạn diễn kế bên mình luôn, rồi mình phải phối hợp với người ta để khi mà mình bước ra mình quay một cái đó là không phải trục trặc cắt đi cắt tới cắt lui này kia cái nọ, thành ra nó vừa phiền lòng cho người này mà cũng phiền lòng cho cái người kế bên mình nữa. Thành ra má chỉ khuyên có một cái là khi mà mình hợp tác vô mình làm thì mình phải làm cho đúng chuẩn rồi mình đi ra, chứ còn đừng cái khi mà má thì má muốn ráp cho tụi con để mà mình quay cho nó suông thì tụi con lại nghịch một chút xíu, thành ra má cũng hơi buồn hơi mà cảnh. Khi cảm thấy mình như thế nào đó thành ra khi mà tụi con làm mà tụi con lại rủ má mà má cũng không ấy gì thì tụi con có cảm thấy buồn không đó, cho nên đúng rồi. Phải hợp tác với nhau để mình quay cho nó suôn sẻ, chỉ nhiêu đó thôi. Di thì không có may mắn giống như là tất cả, có những nhiều bạn thì học từ trong trường ra má, con thì tay ngang đó, thì nên là mình đã là tay ngang rồi nên là mình phải cố gắng nhiều hơn. Để mình không có căn bản từ trường lớp, mình không có được thầy cô dạy, thì cái mình học là gì, là những người xung quanh, là những cái người mà mình tiếp xúc mà mình diễn chung, ví dụ như má Kiều Mai Lý hay chị Ngọc Lan hay là má Phi Phụng hay anh Phi Khánh, thì mỗi người họ đều có cái cách diễn riêng, thì mình coi mình quan sát, ví dụ như mình để ý là đối với vai của má diễn như thế nào thì mình để ý mình nhớ. Tất nhiên là bây giờ con không thể đóng vai của má, nhưng mà sau này ví dụ như con lớn hơn rồi thì con đóng cái vai, ví dụ con nhớ là cái vai này ngày xưa má Mai Lý, Kiều Mai Lý diễn vậy, thì giờ mình rút kinh nghiệm, mình tìm ra cái chất riêng của mình, nhưng mà mình nhớ lại những cái kỹ thuật của má diễn như thế nào để mà mình làm cho cái vai nó hay hơn. Thì Di nghĩ là đối với những diễn viên tay ngang như Di á, thì là cái việc mà học ở trên phim trường rất là quan trọng, và luôn luôn là phải nghĩ là mình còn dở lắm, mình còn phải học rất là nhiều, tại vì đúng như má nói là cái nghề này á, là mình phải đầu tư cho nó, phải để phải dành hết tâm sức cho nó và phải hết lòng với cái vai diễn. Mình đã mất thời gian mình tới phim trường, mình mất thời gian mình đi đóng phim, mà mình đã bỏ thời gian cho nó thì mình không thể nào mình diễn một cách hời hợt được. À, như vậy thì rất là uổng cho bộ phim và uổng cho cái thời gian cũng giống như là cái công việc của mình. Bởi vì má nói cái nghề này là con học suốt cuộc đời con luôn. Dạ. Chứ không phải nói tôi tới đây là cái đỉnh này là của tôi là tôi tuyệt rồi, không đúng. Mà phải học cho tới ngày, nói xin lỗi nha, tới ngày mình nhắm mắt luôn. Má Lý cảm thấy là sitcom hiện nay như thế nào so với những năm về trước? Tại vì con biết là má Lý bày dày kinh nghiệm rất là cao rồi, má Lý từng kinh qua rất là nhiều thể loại vai rồi, đúng không Di? Di cũng biết mà. Thì má Lý cảm thấy là những bộ phim sitcom bây giờ thì quay như thế nào so với những bộ phim sitcom ngày trước, nó có khác nhau nhiều không ạ? Tức là cái này mình nói giống như cái dạng mì ăn liền đi. Mì ăn liền. Nó lẹ. Nó lẹ hơn cái hồi trước nhiều lắm. Lẹ hơn nhiều lắm luôn. Lẹ hơn nhiều lắm luôn. Nhưng mà má Lý nói con cái là khi mà con cầm cái kịch bản, thí dụ như bây giờ con vừa qua cái tập 1 rồi, thì tới cái tập 2 này đó, thì con phải coi lại. Con coi lại cái vai này bây giờ con phải đóng nó như thế nào. Đó, thì giống như má Lý nói thì cùng chung để mình ráp, nó mới ra được cái vai của mình trong cũng cái tập này. Đó, giống như bây giờ vai như Băng Di nè, rồi đó đóng cái vai mà cái bằng tẩn, nhưng mà cũng có cái lúc mà mình phải hiếu để với bà mẹ chồng như thế nào thì mình phải coi lại cái vai trong cái thời điểm đó để mình mới biết, để mình lật qua lật lại để mình làm. Chứ còn nếu mà cứ theo cái đà mà cứ cầm tuồng là đi như vậy là không được. Bây giờ mình sẽ chia sẻ về những dự định tương lai đi. Thì không biết là Mắt Kiều Mai Lý cũng như Băng Di có những kế hoạch tương lai như thế nào ạ? Di thấy là mình cũng tới cái giai đoạn là mình nên có một cái hướng khác, một cái hướng rẽ, một song song với cái nghề diễn viên để mà hỗ trợ cho cái nghề diễn viên. Với lại mình cũng có định hướng khác đó, nên là mình nhận phim ít hơn. Còn những dự định của Mắt Kiều Mai Lý thì sao ạ? Thì má thì con cũng biết từ đó tới giờ thì chỉ có chăm chú vô có cái này thôi, chứ còn đâu có riêng tư cái gì nữa đâu. Má bào liên tục. Mùi cũng được, mà giữ cũng được. Nghĩa là cái nào là mình cũng làm được hết, cho nên không có sợ trống mà sợ. Không, thật sự là Di rất là ngưỡng mộ những người giống như là má Kiều Mai Lý, là dành hết 100% thời gian, nhiệt huyết, rồi dành hết bao nhiêu là cái tâm của mình dành hết cho nghệ thuật luôn. Tại vì giống như mình bây giờ như Quang Anh cũng hiểu là mình sẽ bị phân tâm nhiều thứ. Đúng rồi. Rồi mình cũng lúc nào mình cũng sẽ nghĩ là mình đa năng, mình kiểu mình làm thêm cái này kia, nhưng mà má rất là yêu nghề.
làm trung tâm. Đúng, tôi đi đúng một cái con đường đó thôi, là tôi không có rẽ dọc rẽ ngang vậy. thì đó là ngưỡng mộ, tại vì bản thân Duy thì Duy chưa có làm được cái điều đó. Quan cũng vậy. Trong thời buổi hiện tại thì nhất là cái phim truyền hình miền Nam á, Malik, thì càng dạo này thì nó hơi có vẻ trầm lắng một chút. Thì không biết là, đặc biệt là trong cái mùa đang dịch như vậy, thì không biết là có ảnh hưởng gì tới việc chạy công việc của các diễn viên hay không, nhất là Băng Di và Mắt Kiều Má Lý, thì có thể chia sẻ với khán giả cùng biết trong những ngày này như thế nào hay không về công việc của mình. Nói chung thì mình làm nghề cũng mấy chục năm rồi, thì nói chung mình cũng có tích góp được chút đỉnh, cho nên khi mà xảy ra cái nạn dịch này thì đâu có ai muốn đâu. Cho nên Má Lý cũng nghĩa là tuân thủ theo, mình cũng ở nhà giống như mình được nghỉ xả hơi đó mà, thì nó như vậy thôi. Rồi cũng nói chung thì mình thì cũng không đánh đổi nào đó, nhưng mà mình nhìn thấy người ta thì mình thấy hơi xót đó. Giống như là đối với những người khó khăn thì họ sẽ rất là khổ sở đó, với cái tình trạng ngày hôm nay. Nhưng mà bây giờ mình sẽ nói với những cái người mà họ không có gặp nhiều cái ảnh hưởng, như Di với Má Kiều Má Lý thì cũng không có bị ảnh hưởng quá nhiều á. Thì Di nghĩ nếu như mà ai giống như Di thì nên dành cái khoảng thời gian này, mình ở nhà mình dành thời gian cho gia đình của mình. Tại vì không có dễ gì mình có nhiều thời gian rảnh như vậy. Đúng mà đó. Ở nhà mình ở nhà thì mình dành thời gian vừa rồi là Di dành thời gian cho gia đình rất là nhiều, và mình học ở nhà nữa, Di học thêm ở nhà, tự học ở nhà, hoặc là mình đọc sách thêm, hoặc là mình phát triển thêm một cái kỹ năng nào đó trong cái thời gian này, để mà khi mà mọi thứ nó trở lại bình thường á, thì mình bước ra ngoài là mình đã có thêm một cái kỹ năng mới để mà mình có thể hòa nhập nhanh hơn với lại cái xu hướng lúc đó rồi. Khoan cũng thấy vậy á. Đây không phải thời gian để nghỉ, mà là một thời gian quý báu để chúng ta tự rèn luyện bản thân, để chúng ta dành thời gian cho gia đình của chúng ta. Chưa bao giờ đi ăn cơm nhà nhiều vậy luôn á. Con thấy không? Mấy chục năm không có, không, mình nói không có, không có gần cái gia đình nhiều đâu. Nhưng mà chỉ có cái dịp này là nói mình mới được gần gũi gia đình nhiều hơn. Đó. Nhưng mà cũng may mắn là bây giờ mọi người ở nhà cũng nhiều á, nên mọi người xem phim Mẹ Chồng Làm Dâu cũng nhiều. Quan anh xem với nè. Ý là bình thường là giống như mình chỉ có một đối tượng, ví dụ như là những cô, những chị, những mẹ, những bà nội trợ ở nhà thì thường là sẽ theo dõi phim truyền hình nhiều. Còn ví dụ như là mấy anh hay đi làm, hay là mấy chú đi làm, hoặc là mấy bạn thì thường hay đi chơi kiểu vậy đó. Bây giờ thì ai cũng phải ở nhà để xem Mẹ Chồng Làm Dâu hết. Đúng. Không xem không được. Cho nên bây giờ thời lượng chương trình cũng đã gần hết rồi, thì Mắt Kiều Mai Lý cũng như là Băng Di có thể gửi một lời chào mời nào tới quý vị khán giả, nhất là những ai chưa xem thì có thể bật tivi và xem phim Mẹ Chồng Làm Dâu không ạ? Phim Mẹ Chồng Làm Dâu giống như là một cái món ăn tinh thần mang tới cái sự vui vẻ cho quý vị khán giả. Ngoài cái việc là ở ngoài mình phải rất là căng não để mà mình suy nghĩ là mình làm sao để mà có thể phục hồi ngay cái kinh tế của mình, hoặc là cái công việc của mình nó đang gặp trở ngại khó khăn, thì mình dành ra một ngày 20 phút để mà mình có thể xem một tập phim của Mẹ Chồng Làm Dâu. Mình giải trí với những cái tình huống, những cái nhân vật ở trong phim, và mang tới những cái tiếng cười cho quý vị khán giả cũng là một cái liều thuốc bổ rất là bổ ích. Kiều Mai Lý cũng muốn nhắn nhủ với quý vị, cầu mong cho cái đại dịch này nó qua đi, thì mình sẽ trở lại bình thường và hoạt động cho nó sôi động hơn nữa, để mình tiến tới hoài, đẩy lùi cái dịch này nó đi hết đi. Bây giờ coi phim Mẹ Chồng Làm Dâu ha. Cảm ơn cô Kiều Mai Lý cũng như Băng Di đã chia sẻ rất nhiều cho chương trình, và Quang Anh cũng được học hỏi rất nhiều từ cô cũng như là Băng Di. Và bây giờ thời lượng của chương trình cũng đã hết. Mời quý vị đến với chuyên mục tiếp theo. Lưu Quang Anh hân hạnh được gặp lại quý vị trong chuyên mục Phim mới. Hiện có rất nhiều bộ phim được quý vị yêu thích đang phát sóng trên HTV. Đó là những cái tên nào? Xin quý vị cùng Lưu Quang Anh khám phá ngay sau đây. 13 giờ vẫn trên HTV7 từ thứ 2 cho đến thứ 7. Phim truyện Trung Quốc Kiếm Vương Triều. 16:45 trên HTV7 từ thứ 2 cho đến thứ 4. Phim Việt Nam Hạt Giống Tâm Hồn. 16:45 vẫn trên HTV7 thứ 5 và thứ 6. Phim Việt Nam Chuyện Đời. 17:00 trên HTV7 từ thứ 2 cho đến thứ 7. Phim truyện Trung Quốc Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Em. Các phim sitcom Việt Nam phát sóng trên HTV7 gồm có
18:50 từ thứ hai đến thứ năm, phim sitcom Việt Nam Mẹ Chồng Làm Dâu. 21:50 thứ tư, sitcom Việt Nam Gia Đình Võ Thuật. 22:30 từ thứ hai cho đến thứ tư, phim sitcom Việt Nam Người Thứ Ba. Và 22:30 thứ năm và thứ sáu, sitcom Việt Nam Công Ty Oxin Quốc Dân. Chuyên mục phim mới tuần này xin dừng lại tại đây. Lưu Quang Anh dành lời chào tạm biệt tới quý vị khán giả. Mời quý vị theo dõi lịch phát sóng trong tuần để biết thêm thông tin chi tiết của các bộ phim kế sau đây. Thời lượng dành cho chương trình tới đây là hết. Rất mong sự ủng hộ của quý vị khán giả. Mọi đóng góp cho chương trình xin quý vị gọi về số 028 391 00727. Chúc quý vị có một cuối tuần đầy năng lượng và hạnh phúc. Quang Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.